Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Ricky Gaming. Và hôm nay mình vẫn tiếp tục sử dụng con Wii để leo top 3 xếp hạng. Thì hiện tại là mình đã được up miền rồi, cục xanh dương. Bữa nay thì mình sẽ đối đầu với lại Yina. Nhưng mà đầu game thì mình sẽ phụ cho con khỉ farm rừng cho nó nhanh nha. Mình là một người đồng đời có tâm mà. Mà nói chừng chỉ sớm quá mình hết một chút kinh nghiệm của con quái rừng rồi. Đó, đầu game thì con Gina nó chưa có level 4. Thì cái độ chống chia của độ biến hưu của Gina đầu game nó không có bằng con Quyên. Thì mọi người cứ tự tin đánh trực diện với nó nha. Không có sợ gì hết. Đó, thì đầu game của Wii vẫn khỏe hơn. Cái kèo Wii đầu game thì vẫn hơn Gina. Gina khi nào mà có được cấp độ 4 á, có được chỉ cuối có thể đổi qua dạng đai đao á, thì nó mới có một chút xíu miễn thương thôi. Chứ còn mà chưa có level 4 thì con Gina cũng khá là mẩm. Mình cứ tận dụng cái lợi thế đó là mình ép đường cho Gina không có lớn được nha. Thì mình sẽ đứng đây, mình cần Gina đi ra nè. Này nó đi đường trên nè, thấy rồi. Bây giờ mình chạy qua, mình sẽ đánh thẳng luôn. Mình có anti rồi, mình sẽ chửi Gina vô tường. Đây, lướt thêm một lần nữa. Lướt chiêu 1, đấy là có mạng. Gina đầu game rất là yếu, mọi người cứ tự tin đánh nha. Rồi bạn Nata xuống đây gần mình rồi, chạy thôi. Mình có chiêu 1, lướt được qua tường. Thôi, định hack não nhưng mà Nata não to quá. Chưởng phát là dính luôn. Quê luôn. Tưởng là thoát được rồi. Gina bây giờ cũng đã level 4 rồi. Thì bắt đầu có chiêu cuối có miễn thương rồi nha. Khi mà đối đầu với lại Gina đó thì mọi người cứ né cái chiêu 2 của nó. Đừng có cho nó ném chiêu 2 chúng người. Nó sẽ tích được cái nội tạng, nó sẽ làm mình câm lặng. Gina này đánh cũng tự tin quá à. Đứng giá đèn, biến về tùm lum tùm la các kiểu. Mày mày chắc là cũng kỹ năng cao á. Đánh với Gina thì mọi người chú ý là nên lên về kiên cược nha, để tránh bị câm lặng lâu. Đấy, cái khi mà đổi qua cái trạng thái mà đại đao của Gina nó có một lượng miễn cược rất là lớn. Nhưng mà hiện tại thì Gina vẫn chưa có đồ. Tôi vẫn xanh hơn cho nên tôi vẫn có thể ăn được nha. Có Batman xuống á, đếp đường phụ rồi. Nhưng mà Batman đã rút lui. Gina này ra tiếp. Đây mình lại đến đó ngay cái bụi này. Để coi Gina đi ra nè. Đây, Gina này combo xài rồi. Combo Gina là phải tích được cầm lặng trước đã. Mày mày bạn quán quá, bạn chạy luôn. Mình ép không cho bạn ra khỏi cái chỗ đường trên. Để mình lấy trụ nè. Đến nó biến về. Để mình chạy liền lên coi có đứng đây không. Đây rồi, đây rồi. Rồi biến về kịp rồi. Quê ghê. Mình mà nhanh chút xíu là pha đó mình có mạng của Gina rồi đó. Thấy có nhiều bạn comment nói là mình làm bio, mình hạn chế, mình chửi. Ok, cái như là nhiều khi mà cảm xúc nó dâng trào, mình không có kiểm soát được thì mình sẽ lưu ý cái vấn đề này. Mình sẽ không có chửi tục nữa. Đây, hello bạn Gina. Đấm bạn vô tường. Gina này mình cảm thấy là hơi non nha. Đi đều với mình là nãy giờ bị đề hơi nhiều. Chứ mà mấy bạn Gina mà đánh mà kiểu mà kỹ năng cao á, đánh kiểu nhấp nhả, không có nghĩ sổ vô đánh liền đâu. Còn bạn Gina này mình cảm thấy là bạn ấy hơi non. Đây, đến đây chàng lính cho anh heo lấy chỗ luôn. Đi chạy ra mid, đếp đi mid cái. Rồi đây Nata đây nè. Nata này chạy không thoát rồi. Đây, hồi nãy bạn ăn mẹ của mình. Ở để cho Illuan cũng được.
Đây có bô xanh ra rồi. Rồi có Batman ở đây luôn. Bên đây ba người nha. Hello Batman, bô xanh của tôi nha bạn. Rồi, lên bô xanh luôn. Batman nhà thọt rồi, Batman nhà yếu rồi. Tôi đụng nhẹ nên cái không tin bản nè. Tôi đi qua tiễn về thăm gia đình luôn. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Em mong mọi người rất là nhiều. Gina tóc miền, không biết miền gì, miền núi. Tóc miền mà đánh vậy là thua rồi. Miền cực lạc. Gina nói miền cực lạc. Đúng là chỉ có miền cực lạc mới đánh vậy thôi chứ mà. Tóc miền, miền thiệt người ta đánh ghê lắm. Chứ không có để bị ép gì đâu. Nếu mà có thoát thế thì cũng không có để thì nó mà bị ép về nè. Trời, tin bạn ra đông quá. Chạy le chạy nè. Chạy. Nó chạy là thượng sách, chạy là thượng sách. Chạy. Rồi, dính luôn cái lao cơ khí của con Slim rồi. Chạy em nói. Mà nãy tôi hơi vô sầu quá. Không sao, dáng này mình vẫn xanh mà. Cho xin bộ đó nha, khỉ. Khỉ chứ không làm bùa đỏ đâu. Ôi pha này không có tường. Để về thôi. Chén này tim bạn bị ép quá trời. Đây mình sẽ đẩy lính đường rộng lên cao để bạch đo ép trụ nè. Chén này mình nghĩ nó chắc là win nhanh thôi. Chắc khoảng phút thứ 10 chứ đi có thể win được rồi. Chứ không qua tới phút 15 nữa. Đây đi rồi. Bây giờ ai là mình sẽ đấm người đó. Mình xanh quá rồi. Đây nè, Batman nè. Ở đây khoảng đấy không vô tường. Đây lướt thêm cái nữa. Sử dụng chiêu 2. Rồi, cho bạn về gặp bố mẹ bạn luôn. Ôi con Slim đấy, nhưng mà phải đó mình có tóc biến mình ăn được con Slim luôn á. Thôi đánh nhấp nhả thôi. Mất liều. Chết ngu pha nãy rồi. Đây nè. Đó có tóc biến là lụm được mang Slim liền. Vô luôn. Ý Ý Ý Thôi lỗi nữa. Pha đó mình tham quá, mình hống quá. Trò chơi đi ai xấu rồi. 7-3. Đúng ra mà mình đánh cẩn thận là mình 7-0 á. Chứ không có 7-3 rồi. Làm sao? Win là được. Win có điểm chiến lược lên top. Đây lại là Batman. Hello. Hello Huxley. Chán thiệt chứ, đang làm video mà mấy con cháu gần nhà nó cứ sủa hoài. Nó sủa à. Sầm, tối rồi, không ngủ, sủa. Khuya rồi, sủa thì để cho người ta ngủ, sủa hoài. Đây nè, Gina nè, Gina giúp nhà, Gina giúp nhà. Thôi không chơi gì nè, đi ra được mít. Rồi, Rui biến về nhìn quá. Rồi con tà thần tái luôn tranh thủ ép luôn nè bà con. Bùa xanh, bùa xanh, bùa xanh. Trời con khỉ nó không nhường cho tôi nữa. Hôm nay tôi bình luận nhẹ nhàng. Không có để cảm xúc chi phối. Không có tiếp tục chỉ thề trên video nữa. Đây rồi. Đẩy con tà thần nhỏ lên cái nè. Mấy cái team mà đánh sử dụng con Rui mà bài bản á, hay lắm nha. Điều Rui tới đánh rồi rút về, linh hoạt. Rồi, được double kill luôn. Và còn mình bán Batman ở đây làm được gì? Batman mà chưa có đồ mà. Mấy cái phút thứ 10 mà để vô nhà rồi, sao sanh kịp. Thôi, tạm biệt bán Batman nha. Được bán may mắn lần sau. Rồi video đến đây là hết rồi. Nếu mọi người thấy hay thì ủng hộ mình một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye 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 b